Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về dòng xe Toyota Vios bên em và giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Vios màu đỏ. Thì Vios được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và đều được lắp ráp tại Việt Nam. Phiên bản thứ nhất là phiên bản số sàn, phiên bản 1.8MT có giá niêm yết là 489 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản ECBT có giá niêm yết là 542 triệu và phiên bản thứ ba, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản 1.5G có giá niêm yết là 592 triệu. Ở thời điểm hiện tại thì tháng 12 năm 2022 này, bên em đang có những gói hỗ trợ cho khách hàng lên đến 70 triệu tặng bảo hiểm thân vỏ rồi tặng phụ kiện. Giá cụ thể các phiên bản như sau. Em xin phép là báo giá cho anh chị chi tiết các phiên bản. Phiên bản thứ nhất, phiên bản 1.5EMT thì có giá niêm yết là 489 triệu. Hiện tại thì để lăn bánh chiếc xe này, anh chị chuẩn bị giúp em là 511 triệu. Phiên bản để trả góp chiếc xe 1.5EMT thì chỉ cần là khoảng 151 triệu là anh chị có thể mang xe ra khỏi đại lý rồi. Và phiên bản tiếp theo là phiên bản ECBT, 1.5ECBT có giá niêm yết là 542 triệu, hiện tại lăn bánh sẽ rơi vào khoảng 560 và để trả góp thì anh chị cần chuẩn bị giúp em là khoảng gần 176 triệu là đã đủ để mang chiếc xe ra ngoài đường rồi. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản cao cấp nhất cũng như là phiên bản trước mắt chúng ta đây, 1.5G có giá niêm yết là 592 triệu và thời điểm hiện tại là bên em tính cho anh chị dự toán chi phí lăn bánh sẽ rơi vào khoảng 600 triệu và để trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em là 180 có thể là lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. Và vừa rồi thì em đã báo cho anh chị về các cái chi tiết về giá xe, còn tiếp theo em xin phép giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe này 1.8G màu đỏ. Thì ở phần đầu xe nổi bật nhất cũng là cụm đèn, là đèn led siêu khoang, cụm đèn led siêu khoang và là mặt ca lăng là được sơn nhám. Ngoài ra ở phía bên này, phía bên nền sương mù sẽ được trang bị hai cảm biến trước hai bên. Ở phần thân xe thì được trang bị là lốp có la răng phay xước kích thước 15 inch. Tay lái mạ chrome. Còn ở phần đuôi xe thì cũng được trang bị hệ thống đèn full led và kèm với đó là bốn cảm biến sau. Cam lùi 1.5G. Em sẽ giới thiệu anh chị về nội thất của xe nhé. Thì ngoại thất xe được trang bị những màu sau này: màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu bạc, màu nâu vàng. Còn nộp nội thất thì được trang bị duy nhất một lựa chọn là màu be này thôi. Còn nếu mà anh chị muốn ở riêng phiên bản số sàn sẽ được trang bị là nội thất màu đen. Gương điện, rồi chỉnh gương điện có tắt bật cảm biến này, rồi chống trơn trượt, kiểm soát lực kéo sẽ được điều khiển qua đây, có cả đèn tự động luôn anh chị ạ, có hệ thống đèn tự động ở đây. Và ngoài ra thì bên này có các cái phím chức năng để điều chỉnh màn hình đa thông tin, màn hình giải trí và điều hòa được trang bị là cụm điều hòa tự động. Màn hình và cam lùi được trang bị cái tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản. Mức tiêu thụ nhiên liệu cho dòng xe này chỉ có 5,97 lít trên 100 cây. Cũng là khá tiết kiệm so với cái dung tích động cơ của xe. Đây là tổng quan cái nội thất của xe. Ưu điểm của Toyota Vios thì vẫn cứ là bền bỉ, tiết kiệm. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về chi tiết giá xe, giá niêm yết, giá lăn bánh, rồi trả góp để anh chị cân đối về cái kế hoạch tài chính của mình. Nếu anh chị cần thêm thông tin gì cũng như là lịch xe này, giá xe, trả góp, kế hoạch tài chính, cần thủ tục gì thì có thể liên hệ giúp em qua cái số hotline ở trên màn hình nhé. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.